Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Toku VN Media Team. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với bộ Kamen Rider đã từng làm mưa làm gió khoảng 10 năm trước với sản phẩm CSM Sengoku Driver đến từ Kamen Rider Game. Giới thiệu sơ một chút về Kamen Rider Game. Đây là series thứ 15 thuộc Heisei Rider, lấy mô típ là chiến binh và trái cây. Các Rider được gọi chung là Armor Rider chứ không phải Kamen Rider như trước. Sở dĩ tên gọi này là bởi vì thân phận của các Rider được công khai rộng rãi nên cái tên Kamen cũng không còn hợp lý lắm. Đặc biệt, cái tên Armor cũng để nói lên sự độc đáo trong thiết kế tạo hình, đó là những bộ giáp trái cây. Với mỗi lock seat, các Rider có thể triệu hồi và trang bị những bộ giáp mang hình tượng trái cây tương ứng. Trở lại với sản phẩm chính của chúng ta, đầu tiên là phần hộp. Tương tự với các sản phẩm CSM trước đây, hộp được thiết kế đơn giản nhưng tạo hình sang trọng với nền đen cùng hình của Kamen Rider Game Orange Arm cùng tên sản phẩm và logo Bandai ở góc. Mặt sau sẽ có hình của Game Kachidoki Arm và Kiwami Arm cùng với tên sản phẩm. Đầu tiên là sản phẩm chính Sengoku Driver. Ở bản CSM, Sengoku Driver đã có sự cải tiến và thay đổi khá nhiều về ngoại hình. Bề mặt Driver nay là màu đen nhám chứ không còn là clear như DX nữa. Phần dao thì được sơn phủ hoàn toàn, không còn để thấy vân nhựa giống như DX. Mặt sau nay đã không còn những dòng chữ của nhà phát hành nữa, khiến cho chiếc Driver trông chân thật, giống phim hơn. Phần vành khóa nay đã được làm nguyên khối, chứ không thể mở ra giống như bản DX. Nếu ở bản DX, những chi tiết này không có tác dụng gì, thì ở bản CSM, chúng đã trở thành những nút nhấn để có thể kích hoạt thêm âm thanh. Cụ thể, nút trái trên sẽ là nút kích hoạt thoại nhân vật tương ứng với faceplate gắn vào. Nếu nhấn giữ sẽ cho ra những câu thoại thương hiệu và hội thoại của nhân vật đó với các nhân vật khác. Nút phải trên sẽ là nơi kích hoạt BGM bao gồm 16 bài. Khi nhấn sẽ cho ra một bài và nhấn lần nữa nhạc sẽ tắt. Tiếp tục nhấn sẽ cho ra bài tiếp theo. Nhưng vì lý do bản quyền nên nhóm sẽ không thể thử ở đây. Nút phải dưới sẽ cho ra âm thanh khi driver chuyển động. Nếu bấm giữ sẽ cho ra âm hiệu ứng đeo driver lên người. Ngoài ra còn một số tính năng thú vị khác nữa, nhưng để chơi được chúng ta cần phải chơi cùng với các item, đó là lock seat. Ở bộ sản phẩm này chúng ta sẽ có 3 lock là Orange, Kachidoki và Kiwami. Đầu tiên là Orange. Đây là ổ khóa để Kazuraba Kota Henshin thành Kamen Rider Game Orange Arm với ngoại hình thiết kế của một chiến giáp samurai cực bắt mắt. Trở lại với sản phẩm đồ chơi, nhìn sơ qua thì có thể thấy ngoại hình không khác mấy so với DX, nhưng màu sắc và tính năng lại có sự khác biệt rất rõ ràng. Ở lock CSM, công tắc dưới đáy khóa đã bị lược bỏ. Mặt sau của bản CSM cũng tối giản, tạo cảm giác giống như lock seat thật trong phim hơn là sản phẩm đồ chơi. Phần vành khóa nay cũng đã đầy đặn hơn, không còn khoét rỗng như ở bản DX. Bố cục nút ở bản CSM cũng tương tự như DX, gồm một nút chính và hai nút ẩn để kích âm khi chơi cùng driver hoặc vũ khí. Khi bấm nút chính, chúng ta sẽ nghe được âm Henshin của Kota ở hai âm sắc khác nhau. Khi mở khóa, ngoài âm mở cùng tên lock, chúng ta còn nghe được âm hiệu ứng khóa kéo. Sẽ có hai loại hiệu ứng: mở khóa đơn thuần, và mở khóa, sau đó phần giáp hình trái cây tương ứng sẽ hiện ra. Một điểm cải tiến của Lock CSM đó là được tích hợp các mod riêng biệt. Để chuyển mod, chúng ta bấm giữ nút chính cho đến khi nghe được âm thanh đại diện của mod đó. Cụ thể thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Ở mod đầu tiên, sẽ có khi chúng ta rút chặn pin ra. Mod thứ hai là chế độ biến hình ở rừng heo hem. Khi vào mod này chúng ta sẽ nghe được âm trái heo hem biến thành lock. Lúc này khi mở khóa, âm hiệu ứng sẽ chỉ có âm hiện trái cây chứ không hề có âm mở khóa. Còn lại âm biến hình thì vẫn như mod 1. Mod 3 và 4 sẽ là chế độ mix để chơi cùng với Lock Energy cho ra Jimbo Form.
Điểm khá kỳ lạ là ở chế độ này, khi chơi cùng driver sẽ không cho ra âm engine gì cả, nhưng tất sát thì có đủ. Có lẽ chúng ta phải chờ đến khi có lock energy thì mới biết công năng thật sự của chế độ này. Mốt 5 là invest game. Khi mở khóa sẽ cho ra âm hiệu ứng khóa kéo để invest đi ra. Còn bấm nút sẽ cho ra những âm cơ bản của invest game. Và nếu bấm giữ một lần nữa, sẽ trở về mode 1. Về cách chơi cơ bản cũng không có gì thay đổi, chỉ cần chọn và mở ổ khóa mình thích. Gắn vào driver. Đóng khóa. Rồi gạt dao là hoàn tất. Điểm đặc biệt nằm ở phần âm thanh và các chế độ chơi khác. Âm biến hình ở bản CSM nghe dài và đầy đủ hơn. Còn về phía Lockseed, ngay sau khi mở khóa, nếu chúng ta bấm nút cho ra âm Henshin, thì khi chơi tất sát cùng driver sẽ có kèm thêm thoại của người sở hữu. Một điểm cải tiến sáng giá ở phiên bản CSM đó là các Lockseed có chức năng giải trừ biến hình bằng cách đóng phần mặt khóa lại y như trong phim. Sau khi gắn lock vào driver và hoàn tất quá trình Henshin, một số nút chức năng đã thay đổi, cụ thể là nút bên phải dưới. Lúc này, nếu bấm, chúng ta sẽ nghe được câu thoại của người phụ nữ đầu tiên. Còn khi bấm giữ sẽ chuyển chế độ. Lúc này khi bấm chúng ta sẽ nghe được Suika Am ở 3 mode. Bấm lần nữa sẽ cho ra âm hiệu ứng của Kachidoki. Bên cạnh đó, chúng ta có một số tổ hợp nút nhất định để thay đổi đôi chút âm thanh. Đầu tiên là cặp nút trái trên và phải dưới. Khi nhấn giữ sẽ cho ra những âm chém khác nhau. Để chọn, chúng ta chỉ cần nhấn giữ cho đến khi phát ra âm thanh. Sẽ có 3 kiểu chém khác nhau. Kiểu 1 chỉ có Suya. Kiểu 2, âm chém và Suya sẽ chậm hơn bình thường một chút. Và kiểu 3 thì không có âm gì. Tiếp theo là tổ hợp hai nút bên phải. Khi chưa gắn lock hoặc là đã gắn lock nhưng mà chưa đóng khóa thì nếu chúng ta bấm giữ hai nút cùng lúc sẽ cho ra những hiệu ứng lock on khác nhau. Kiểu 1. Lock on nhanh hơn. Kiểu 2, đi kèm với nhạc chờ sẽ là âm hiệu ứng giáp hiện tại tan rã. Đây là chi tiết thể hiện quá trình thay lock seat cũng như thay giáp của Raider. Và kiểu thứ ba, không có âm lock on, cũng không có nhạc chờ luôn. Nếu các bạn cảm thấy kiểu số 3 này hoàn toàn vô nghĩa khi không có âm lock on hay âm nhạc chờ gì cả, thì thực chất đây là cách để chúng ta mô phỏng lại quá trình rã biến thân đã xuất hiện ở tập 1.
Tại sao khi chúng ta mở ổ khóa lại không có âm lock off như ở bản DX? Phải chăng đây là một sự cải lùi? Thực ra không phải như vậy đâu. Ở bản CSM, chúng ta vẫn có âm lock off bằng cách nhấn cùng lúc hai nút trên phải driver. Lúc này, khi mở ổ khóa mới có âm lock off. Sở dĩ phải cồng kềnh như vậy vì trong phim có một số cảnh mở ổ khóa nhưng mà không có âm lock off, nên tùy thuộc vào cách chơi của từng người mà chúng ta có thể tự do cho ra âm thanh mà mình muốn. Tổ hợp tiếp theo có vẻ không liên quan đến thao tác Henshin lắm, đó là cặp nút phía trên. Khi bấm cả hai cùng lúc sẽ cho ra âm hiệu ứng trong rừng heo hem khi highlight một khung cảnh nào đó. Nếu các bạn tưởng cặp nút này chỉ có vậy thì nhầm to rồi nhá. Vì đây còn là nút lệnh giúp chúng ta nhảy bước 20 câu thoại. Ví dụ, sau khi chúng ta bấm cho ra thoại thứ nhất, bấm tổ hợp hai nút trên rồi bấm nút thoại, câu thoại sẽ cho ra là câu thoại thứ 22 thay vì là câu thoại thứ 2 nếu như chúng ta chỉ bấm bình thường. Để có thể xác định được nội dung thoại và số thứ tự, chúng ta phải xem trong sách hướng dẫn, nên việc này sẽ hơi khó với những ai không biết tiếng Nhật. Tiếp theo là Kachiroki Lockseed. Tạo hình của Lockseed này khác hoàn toàn so với những Lockseed phổ thông. Khác biệt này có lẽ xuất phát từ nguồn gốc. Không như những Lockseed trước đây đều là trái heo hem biến thành, Kachiroki Lockseed được tạo ra bởi DJ Sagara. Ủa? Tại sao một người DJ lại có thể tạo ra được một chiếc Lockseed? Thì thân phận của ông như thế nào? Và tại sao ông có khả năng này? Thì các bạn theo dõi phim nhé. Kachiroki là Lockseed giúp cô ta biến thành Gam Kachiroki Arm với phần giáp và nón đầy đạn hơn. Kèm theo đó là hai lá cờ sau lưng, trông như một tướng quân tiên phong vậy. Và đây cũng là lúc cô ta chính thức quyết định sẽ đối đầu trực tiếp với Eiji Rasu, tiến lên không do dự. Còn về hình tượng trái cây, Lockseed này mang hình tượng của trái cam có hình dạng vuông vức, khá là lạ đời đúng không nào? Nhưng thực chất có một loại cam có hình dạng tương tự mang tên cam ngũ giác. Đây là sản phẩm của các nông dân trồng trái cây tại tỉnh Ehime, Nhật Bản. Cam ngũ giác là sự kết hợp giữa cam và quýt. Sở dĩ nó có hình dạng kỳ lạ như vậy là vì chúng được tạo hình trong những chiếc khuôn hình ngũ giác. Có một chi tiết khá thú vị, đó là những quả cam này còn mang một cái tên hết sức ý nghĩa và sâu sắc: Gokakuke Iyokan. Nếu hiểu theo nghĩa thông thường, Gokakuke có nghĩa là ngũ giác và Iyokan có nghĩa là cam. Hơn thế nữa, chúng còn được sử dụng với mục đích sâu sắc hơn, đó là cầu mong cho các học sinh thi cử đỗ đạt. Lý do là người Nhật thích chơi chữ với cái tên của nó. Trong tiếng Nhật, từ Gokaku có nghĩa là vượt qua một kỳ thi và Yokai có nghĩa là linh cảm tốt. Nghe tới đây thì có vẻ là khá tương đồng với cái tên Kachidoki có nghĩa là thắng lợi của Lockseed này rồi đúng không nào? Về chức năng, Lockseed này chỉ có 4 mode. Mode đầu tiên là chế độ thông thường. Mode thứ hai là chế độ Henshin trong rừng heo hem. Khi mở khóa sẽ không cho ra tiếng khóa kéo. Mode 3 là để chế độ Henshin trong lần đầu tiên. Và mode 4 là Henshin trong movie Gam gặp Rai. Quay trở lại một chút về tạo hình, chắc hẳn các bạn sẽ nhận ra Lockseed này trông giống với ổ khóa chống trộm với phần lỗ khóa ở bên hông. Điều này khiến cho mình liên tưởng đến việc Kachidoki Lockseed ẩn chứa một sức mạnh to lớn và cần có một chiếc chìa khóa mới có thể mở ra được. Và chiếc chìa khóa đó chính là Kiwami Lockseed. Đi sâu vào Kiwami Lockseed, đây là một Lockseed vô cùng đặc biệt vì nó không đại diện cho một loại trái cây nào cả, mà là tập hợp tất cả các loại trái cây đã có từ trước đến nay, hay gọi đơn giản là một rổ trái cây như âm thanh phát ra khi ta bấm nút vậy. So sánh với bản DX, chúng ta có thể thấy màu sắc ở bản CSM đã được thay đổi khá nhiều so với bản DX. Bên cạnh đó, phần vành khóa ở bản CSM không còn mở ra giống như bản DX nữa. Sự khác biệt về mặt sau cũng tương tự như các Lockseed trước, nên mình sẽ lướt qua luôn. Điểm khác biệt nằm ở nút bấm chính. Ở bản DX, khi bấm nút sẽ cho ra thoại của cô ta. Và nếu như chúng ta bấm nhiều lần, ngẫu nhiên sẽ cho ra âm thoại của người phụ nữ đầu tiên. Nhưng ở bản CSM đã không còn điều này nữa bởi vì các câu thoại đều đã nằm trên driver. Cũng như Kachidoki, Kiwami Lockseed cũng có 4 chế độ, bao gồm chế độ 1.
chế độ trong rừng Helheim. Chế độ Henshin lần đầu tiên. Và chế độ Henshin trong movie Gam gặp Rai. Đặc biệt ở chế độ 4, khi chúng ta bấm nút sẽ không cho ra âm Fruit Bucket như bình thường nữa, mà sẽ cho ra âm của quá trình triệu hồi cô ta trong movie. Để chơi được Kiwami Lockseed cùng với Sengoku Driver, chúng ta phải thay Faceplate bằng Senior Joy. Lúc này, âm hiệu ứng Dell Driver đã có sự thay đổi. Thao tác biến hình vẫn như cũ, tuy nhiên âm đọc Die 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 Shogun ở phiên bản CSM lại nằm hoàn toàn bên Lock Kiwami, chứ không phải là kết hợp âm từ hai Lock như DX nữa. Việc này giúp cho âm biến hình phát ra rành mạch rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, ở tính năng triệu hồi vũ khí, Kiwami Lockseed đã cập nhật thêm các món vũ khí của các Raider và form mới xuất hiện sau này mà bản DX không có. Nếu việc vặn khóa để chọn vũ khí quá rườm rà với bạn, thì CSM có một giải pháp, đó là bấm nút để cho ra âm đọc tên vũ khí, sau đó vặn khóa để cho ra âm vũ khí tiếp theo. Việc này giúp cho các bạn kiểm soát và chọn được những vũ khí có thể triệu hồi bằng cách vặn khóa. Lock DX cũng có thể chơi được với CSM Sengoku Driver và ngược lại. Vậy còn Faceplate thì sao? Đáng tiếc là không, bởi vì thiết kế của Sengoku Driver bản DX và CSM khác nhau. Bên cạnh Driver và Lockseed, chúng ta cũng có một số phụ kiện đi kèm. Trong số đó, giá trị nhất có lẽ là chiếc Genesis Core. Nếu như ở bản DX muốn có chiếc Core này, chúng ta phải mua Genesis Driver hoặc mua set Maron Energy Lockseed mới có được, thì ở bản CSM Sengoku Driver, chúng ta được cho kèm theo luôn. Nhưng hiện tại thì mình không có Energy Lockseed ở đây, nên để tìm hiểu kỹ về phụ kiện này chắc phải đợi kỳ sau vậy. Phải công nhận một điều là CSM Sengoku Driver được tích hợp rất nhiều âm thanh. Thậm chí từng tiểu tiết nhỏ xuất hiện trong phim cũng được thể hiện trên sản phẩm này. Cho nên, có thể nói đây là một sản phẩm vô cùng giá trị đối với fan của Kamen Rider Gam nói riêng, cũng như fan của Kamen Rider nói chung. Tuy nhiên, vì quá bám sát với phim nên đây cũng là một nhược điểm, dẫn đến việc cách chơi quá là phức tạp, nên chúng ta phải xem hướng dẫn. Còn nếu như bạn nào mà không biết tiếng Nhật thì phải mò hoặc xem review sẽ hơi khó khăn một chút. Do có thể chơi cùng với Lock DX nên những ai đã có Lockseed từ trước cũng có thể sử dụng được. Có lẽ đây là nước đi an toàn của Bandai nhằm phục vụ những fan trung thành của dòng sản phẩm của series Kamen Rider Gam từ trước, cũng như tạo điều kiện cho những ai không đủ kinh phí. Và đó là những gì mà mình muốn giới thiệu đến các bạn ở sản phẩm lần này. Vẫn còn nhiều tính năng thú vị đến từ Sengoku Driver, cũng như nhiều set Lockseed khác nữa, nên cùng chúng mình tìm hiểu ở các clip tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy bấm like và subscribe để ủng hộ các clip tiếp theo của nhóm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!